Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đã đến với kênh Tâm An Review, và đặc biệt là xin chào các mẹ bầu nhá. Thì trong cái video ngày hôm nay thì kênh Tâm An Review sẽ review về cái sản phẩm rất rất là cần thiết cho các mẹ đang mang thai, đó chính là Gumilac Mama, một cái dòng sữa hạt mà cực kỳ tốt và các mẹ bầu nên sử dụng nhá. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ review chi tiết về cái ưu điểm, nhược điểm của cái sản phẩm này, và đặc biệt là hướng dẫn cho các mẹ bầu cái cách thức phân biệt thật giả để chúng ta mua hàng chính hãng, chúng ta uống vào trong cơ thể để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con mọi người nhá. Và các chị em, các anh chị em hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đấy chính là số 0868383835, để khi mà cần hỗ trợ, cần tư vấn, cần mua hàng chính hãng thì chúng ta cứ gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em để được em hỗ trợ nhanh nhất nhá. Thì trên tay em đây chính là cái lon sữa hạt Gumilac Mama 400g nhá. Đây nó là một cái dòng sữa hạt cực kỳ tốt cho những chị em phụ nữ đang mang thai, và nó chứa đến 16 cái loại hạt từ thiên nhiên giúp sữa mẹ giữ dáng đẹp da và vào con không vào mẹ nhá. Nó chiết xuất từ hạt dinh dưỡng là organic 100% với cái công nghệ là enzyme sẽ giúp bé hấp thụ dưỡng chất đầy đủ. Và đây này mọi người, có ghi rất là rõ này, có cái thành phần sắt, axit folic này sẽ làm giảm nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt cho mẹ này. Cái thành phần vitamin C, kẽm, selen thì nó sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho mẹ rất tốt. Cái thành phần neogot P70 inulin là cái chất xơ giúp tiêu hóa tốt, giảm cái tình trạng táo bón cho các mẹ bầu, và bổ sung các rất là nhiều các loại đạm thực vật nhá. Hàng loạt 16 cái loại hạt luôn đấy mọi người. Đây thì toàn bộ những cái loại hạt thì ở đây công ty có ghi rất rõ này ở trong cái thành phần này mọi người. Mọi người chị em có thể về đọc nhá, bột hạt mắc ca, hạt sen, bột hạt yến mạch vân vân. Rồi thành phần rất là quan trọng như là fat fuel này, đạm thực vật này, canxi, truco D7 này, aquamin F, lysine này, taurin này, vân vân. Rất nhiều nữa, và ở dưới hộp thì cũng có ghi rất là rõ hàng loạt những cái loại vitamin và dưỡng chất, thì chúng ta có thể về chúng ta xem kỹ hơn. Đấy, và cái công dụng chính của cái sản phẩm này là nó sẽ giúp bổ sung các cái dưỡng chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất giúp cho cơ thể phụ nữ mang thai và cho con bú rất là tốt nhá. Ở đây thì có ghi rất rõ cách dùng thì chị em về chúng ta xem kỹ nhá. Ở đây thì đây là cái sản phẩm mà do công ty quốc cổ phần thương mại đầu tư quốc tế Era Pharma sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP là công ty cổ phần dược phẩm Nafaco, rất tốt cho sức khỏe nha mọi người nhá. Đây là hạn sử dụng này. Ở dưới đáy lon thì có ghi rất là rõ số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng để chúng ta kiểm tra hàng mọi người nhé. Cái trên đầu hộp thì nó sẽ rất là đẹp như thế này, có một cái tem sữa vào con không vào mẹ ghi rất rõ mọi người nhé. Uống cái sữa hạt này á, thì nó sẽ có cái ưu điểm gì, cái ưu điểm vượt trội của cái sữa Gumilac Mama này á, thứ nhất là nó sẽ đúng như cái tôn chỉ của cái sản phẩm này, đó là vào con không vào mẹ. Nó sẽ giúp cho bé là cân nặng chiều cao đạt chuẩn này, ngăn ngừa dị tật ống thần kinh này, hỗ trợ phát triển trí não ngay từ trong bụng mẹ này, tăng sức đề kháng, phát triển toàn diện này, và nó sẽ giúp cung cấp đầy đủ 28 cái loại vitamin thiết yếu trong suốt thai kỳ, giảm cái tình trạng buồn nôn, ốm nghén, kiểm soát cân nặng của mẹ bầu, không có khiến cho mẹ bầu bị gây thừa cân hoặc là béo phì. Đấy, sử dụng đường ăn kiêng nó sẽ giúp cho mẹ bầu là ổn định cái tiểu đường thai kỳ và không có gặp cái vấn đề về tiểu đường thai kỳ nhá. Rồi cái chất xơ neogot P70 inulin ấy thì nó sẽ giúp tiêu hóa rất là tốt và ngăn ngừa táo bón. Đó, mọi người thấy chưa? Phát triển toàn diện cho bé luôn. Và đây nó là cái sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam sử dụng các cái loại hạt hữu cơ tự nhiên và 28 cái loại khoáng chất giúp thai nhi phát triển toàn diện vào con không vào mẹ nhé. Đấy, và có cả 23 các loại hạt dinh dưỡng này, rồi giúp phát triển, bổ sung thêm cái loại là omega 3 69 ấy, giúp bé phát triển toàn diện cả về trí não và thể chất, rồi ổn định đường huyết, không có làm mẹ bị tiểu đường thai kỳ. Đấy thì rất là nhiều các loại hạt như hồi nãy em nói đấy, ví dụ như là gì, maca, hạnh nhân, sa chi, óc chó, yến mạch vân vân. Rồi cái thành phần neuracide giảm buồn nôn, ốm nghén nữa nhé, rất tốt đấy. Và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho thai nhi phát triển toàn diện. Và đây là một số những cái phản hồi của các mẹ này, ví dụ chị Phi này đấy. Gumilac Mama này đó là không chứa đường nên hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường thai kỳ rất tốt nhé đấy. Hoặc là mẹ chị Hoa này, thơm ngon, đậm vị, hạt dễ uống, không gây ngấy, vào con không vào mẹ, đó là lý do mình đang sử dụng cái sản phẩm này. Đấy, rồi rất là nhiều. Và đây là một số những giấy chứng nhận về sản phẩm để đảm bảo là sản phẩm đã được cấp phép đầy đủ để lưu hành. Đây, và hàng triệu phụ em phụ nữ đang dùng cái sản phẩm này đây mọi người. Mọi người thấy không? Đấy. Thì và đây là một số lời khuyên từ chuyên gia nhé. Ví dụ như bác sĩ Phạm Thành Sơn là bác sĩ chuyển sản khoa này cũng khuyên là có tác dụng duy trì ở mức đường máu. Gumilac Mama đấy đáp ứng 100% axit folic, rất là quan trọng cho mẹ bầu nhé. Bổ sung DHA theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc tế này, rồi chiết xuất gừng này, đó, giảm buồn nôn, ốm nghén này. Đấy, rất rất là nhiều những cái feedback phản hồi tốt. Và các cái chuyên gia chuyên về phụ sản đấy mọi người, xin lỗi. Đấy thì người ta cũng khuyên chúng ta dùng rất là hiệu quả nhé. Rồi bây giờ thì cái cách phân biệt thật giả như thế nào, thì khi mà lấy hàng về thì các mẹ hãy để ý giúp em này. Đây là cái hình dáng bề ngoài của cái Gumilac Mama. Các mẹ bầu có thể chụp lại nhé, chụp lại cái lon sữa để chúng ta nhận dạng khi mà lấy hàng về thì nó phải giống như thế này.
được chưa? Đấy, có một cái tem sữa ghi rất là rõ vào con không vào mẹ này mọi người. Đấy. Và cái lon của nó là 400g, màu sắc của nó rất là hài hòa, một cái màu xanh rất là mát mắt, dịu mắt. Và đặc biệt này, ở dưới đáy lon á thì mọi người hãy chụp lại cái phông chữ của cái phông chữ, tức là cái kiểu chữ của cái Gumilac Mama chính hãng, nó phải là cái kiểu này nhá mọi người nhá. Đấy. Mọi người chụp lại đi, chị em chụp lại đi. Đấy. Và nó sẽ được in hẳn lên lon như thế này. Đó, để đảm bảo là khi mà chúng ta xóa đi ấy, nó sẽ không bị mờ, bị lợt. Còn bọn hàng giả hàng nhái nhiều khi nó làm ấy, nó làm ẩu, nó làm bằng máy móc thiết bị thô sơ chứ đâu mà sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP như là sữa thật. Cho nên là nó khi mà chúng ta quét vào thì nó sẽ bị mất đi cái lớp. Đây, có này là nó dọc hẳn lên lon nhá mọi người. Ngoài ra ấy, thì ở trên lon nó sẽ có một cái yếu tố nữa là cái mã vạch. Thì chúng ta hãy đao phần mềm iCheck về cho chúng ta quét. Thì như em đã nói rất nhiều lần rồi, cái phần mềm iCheck này, cái mã vạch nó sẽ rất là iCheck này mọi người. Cái mã vạch nó sẽ rất là dễ bị làm giả, nhưng mà nếu chúng ta kết hợp kiểm tra kể cả những cái vẻ bề ngoài của sản phẩm, màu sắc của sản phẩm, phông chữ của số lô ngày sản xuất thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là hàng chính hãng mọi người nhé. Đấy, mọi người, cái mã vạch nó hơi bé, quét nó hơi lâu, hay nó hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck này mọi người. Đấy, thì như thế là nó đảm bảo cho chúng ta là hàng chính hãng. Và quan trọng nhất là chị em phải tìm những cái đơn vị uy tín, tin tưởng để chúng ta mua hàng, để tránh mua phải hàng nhái nhá. Và nếu như mà chị em và các bạn cần hỗ trợ, cần tư vấn, cần mua hàng chính hãng, cần thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em theo số 0868383835 để em hỗ trợ trực tiếp cho mọi người nhá. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các chị em mẹ bầu trong những video tiếp theo của kênh Tâm An Review nhá. Xin chào ạ.